Vâng, chào mừng các bạn lại đến với Hà Thông TV. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app in tại 7-Eleven rất là đơn giản. Thì cái app này có tên gọi là Kantan NetPrint. Thì in một tờ giấy bằng cái app này thì các bạn sẽ mất 20 yên. Và một cái hình ảnh các bạn in bằng app này thì các bạn sẽ mất 40 yên. Thì trước khi mà tải cái app này á, nếu mà bạn nào chưa chuyển vùng iCloud sang Nhật Bản á, thì các bạn hãy xem cái video bên dưới để các bạn chuyển cái vùng iCloud sang Nhật Bản, các bạn mới tải được app các bạn nhé. Thì cái app này thì nó in rất là dễ hơn cái app Marucci Copy, nhưng mà cái chi phí nó thì nó sẽ đắt hơn gấp đôi. Nhưng mà các bạn in 1-2 tờ giấy hay là 5-10 tờ giấy thì in bằng cái app này nó khá là tiện lợi, nên cũng không có cần thiết phải tải cái app Marucci Copy, tại vì Marucci Copy thì lắm lúc nó dễ bị lỗi các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉ cho các bạn cái cách tải app và cái cách nạp file lên app nó như thế nào. Rồi các bạn hãy cùng theo dõi. Rồi, thì bây giờ các bạn hãy bấm vào cái mục là Apple Store cho mình. Ở đây thì các bạn gõ cho mình cái chữ là Kantan NetPrint. Thì các bạn gõ chữ Kantan là nó ra rồi. Rồi các bạn chọn vào Kantan NetPrint. Rồi, thì nó đã hiện ra cái app trên đầu tiên. Đó, các bạn bấm vào tải về các bạn nhé. Nếu mà ai không thấy hiện lên app là các bạn chưa chuyển vùng iCloud thành công, thì các bạn hãy xem video chuyển vùng iCloud sang Nhật Bản. Rồi thì mình đã tải về, mình sẽ mở ra. Thì ở đây các bạn cứ vuốt qua cho nó sang những cái bước tiếp theo, xong rồi chúng ta bấm vào Hajimeru. Rồi thì chúng ta bấm vào Doisuru. Đây là cái giao diện chính của cái app này. Thì chúng ta muốn nạp file thì chúng ta bấm vào dấu cộng đó. Thì nó ở trên cùng là Sachin O Erabu, ở dưới là chúng ta sẽ chọn là file là cái file các bạn, là cái những file PDF nha các bạn nhé. Thì ở đây là mình file này là mình đã để sẵn ở trong cái phần của điện thoại của mình rồi. Thì những bạn nào mà không có file trong điện thoại á, thì mình sẽ tiến hành mình vào Messenger hoặc là mình vào email để mình chọn cái file đó ra. Đây là một cái file mình để trong Messenger. Rồi mình sẽ tiến hành mình mở cái file này lên. Đó, đầu tiên chúng ta bấm vào cái nút share một lần. Xong chúng ta chọn vào mở bằng Safari. Rồi, mở bằng Safari xong rồi chúng ta bấm vào cái nút share một lần nữa. Đó, xong rồi chúng ta kéo qua. Chúng ta kéo cái bên dưới qua. Nếu mà thấy cái app á, thì chọn luôn, còn không thấy app bấm vào dấu ba chấm. Rồi chúng ta kéo xuống. Chúng ta thấy cái app rồi đúng không? Chúng ta sẽ chọn vào cái app Kantan Print, NetPrint. Đó, vậy là xong. Đây thì ở đây nó sẽ cho mình thiết lập một số cái chi tiết là A4 hay là đây là cái khổ giấy nè. A4, A3 hay là B5, B4 gì đó. Các bạn muốn in cái gì các bạn có thể thao tác tại đây. Rồi thì tiếp theo là cái này là in màu hay là trắng đen. Cara là in màu, Kuroi là trắng đen các bạn nhé. Thì mình là chỉ in trắng đen thôi. In màu rất là đắt. Còn những cái mục bên dưới là cái thời hạn của cái file này. Thời hạn là nó 11 tháng 8. Đó, thì nó vài ngày á. Rồi sau khi các bạn nạp file và điều chỉnh xong á, thì các bạn sẽ kéo lên cái mục là Toroku. Rồi các bạn bấm vào đó. Rồi nó đã upload. Thì các bạn phải chờ một xíu để nó ra cái mã số để mình mang cái mã đó đi in. Đó, mình đang chờ các bạn nhé. Rồi thì các bạn hãy chụp cái mã số này lại hoặc là lưu lại rồi mang ra ngoài 7 để các bạn nhập vào các bạn in là xong, chứ còn không có liên quan gì tới cái app này nữa các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua cái mục là in hình ảnh các bạn. Đó, mình sẽ bấm vào dấu cộng. Rồi mình sẽ chọn vào hình ảnh nè. Cho phép truy cập vào tất cả ảnh nha mà. Rồi thì mình sẽ chọn cái ảnh này. Xong rồi ở đây thì nó có cái kích thước, thì mình có thể là in A4, A3 rồi B5, B4, nhưng mà mình chọn cái kích thước ảnh là size L các bạn nhé. Đó, size L các bạn nhé. Rồi thì ở trên là cái mã số của ảnh, ở dưới là cái mã số của file, thì các bạn hãy lưu lại hoặc là cứ cầm thẳng cái điện thoại này ra nhập cái mã số này là xong.
Rồi thì bây giờ mình đang ở 11. Thì cái này là cái máy in của nó. Đầu tiên các bạn bấm vào cho mình cái chữ là Burrito các bạn nha. Burrito. Rồi thì tiếp theo các bạn bấm vào Netto Burrito. Netto Burrito các bạn nhé. Rồi ở đây các bạn bấm vào cho mình chữ Kakunin. Rồi ở ngay cái ô này chúng ta nhập cái mã mà chúng ta đã tạo ở nhà. Nhập cái mã trong điện thoại á. Thì đấy. Thì bên đầu tiên mình sẽ in cái file trước. Mình sẽ nhập mã của cái file trước các bạn nhé. Rồi sau khi nhập mã xong chúng ta bấm vào Kakunin. Đây là cái giao diện để chúng ta in. Thì ở bên này chúng ta có thể điều chỉnh lại là in màu hoặc là trắng đen. Có thể điều chỉnh lại một lần nữa. Và cái này là cái khổ giấy. Bên này là B5, A4 đó. Nói chung là khổ giấy. Rồi cái này là in hai mặt có chọn hay không. Các bạn đừng nên in hai mặt. Tại vì in hai mặt thì cái giá nó tăng lên gấp đôi lận. Không cần phải in hai mặt. Ở dưới cùng là cái số bộ các bạn nha. Các bạn bấm vào có thể tăng lên hoặc là giảm số bộ tùy ý. Thì ở đây mình sẽ in một bộ để ví dụ cho các bạn thôi. Bấm vào code để kẹp T. Rồi, thì ở đây các bạn xác nhận lại một lần nữa. Thì in một tờ giấy là mất 20 yên các bạn nhé. Bấm vào code để bấm vào cái chữ code để kẹp T để chúng ta qua cái màn hình tiếp theo các bạn nha. Rồi, ở đây các bạn hãy bỏ cho mình vào 20 yên. 20 yên trên một tờ giấy các bạn nhé. Mình sẽ lấy 20 yên đây. Rồi, mình sẽ cho vào cái khay cho tiền. Đó. Sau khi chúng ta bỏ 20 yên vào, chúng ta sẽ bấm vào cái chữ Burrito Stato. Đấy. Chờ một lát các bạn nhé. Rồi, cái quá trình in đã xong các bạn nhé. Đây là cái tờ giấy mà mình đã in hoàn thành đây. Thì rất là đẹp các bạn nha. Thì sau khi in xong á, chúng ta có thể bấm tiếp tục để in tiếp. Hoặc là chúng ta bấm Owari. Ở dưới là cái nút để in tiếp. Còn ở trên là Owari. Mình sẽ bấm Owari. Mình sẽ bấm vào menu Modoru. Menu Modoru. Và đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách in ảnh luôn. Các bạn bấm tương tự các bạn nhé. Netto Burrito. Rồi cũng bấm vào Kakunin luôn. Cũng nhập cái mã số y như cái lúc đầu. Sau khi nhập xong bấm vào Kakunin. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh và nó không cho chúng ta thao tác mà chỉ cho chọn số bộ thôi. Thì các bạn có thể in 1, 2, 3, 2, 3, 8 gì đó. Tùy. Rồi thì bấm code để kẹp T. Rồi thì một tấm ảnh là 40 yên các bạn nhé. Đây là 40 yên đây. Thì mình sẽ bỏ 40 yên vào. Rồi mình sẽ bấm vào code để kẹp T. Chờ một lát các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái chữ Burrito Stato. Rồi thì chúng ta sẽ chờ một lát để cái quá trình nó hoàn thành. Và sau khi ảnh in xong nó sẽ rơi vào cái khay này các bạn nhé. Thì cái chất lượng hình ảnh thì mình cảm thấy là tạm được thôi, chứ cũng không quá là xuất sắc. Thì cái này chỉ có 8.000 đồng tiền Việt Nam các bạn nhé. Rồi thì cái này đã xong. Vâng, và video đến đây là kết thúc. Thì cái quá trình mà tải app rồi cách nạp file rồi cách in thì mình đã giới thiệu xong. Thì nếu các bạn thấy cái video mình hay thì đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ mọi người để ủng hộ Hà Thông TV các bạn nhé. Rồi xin tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video lần sau. Bye bye.